Vì sao Việt Nam luôn là mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc và các nước phương Tây? Lý do thứ nhất, cá lớn nuốt cá bé. Quy luật cá lớn nuốt cá bé, nước mạnh hiếp nước yếu đã được thể hiện trong hàng mấy nghìn năm lịch sử. Tùy theo mỗi giai đoạn lịch sử, hình thức của việc xâm lược cũng có biến đổi khác nhau. Thời xa xưa, việc xâm chiếm chỉ xảy ra giữa các quốc gia láng giềng gần nhau vì khi đó giao thông còn khó khăn. Việt Nam chúng ta xui xẻo nằm gần Trung Quốc, một dân tộc khá tham lam và kinh tế, quân sự họ phát triển sớm hơn ta rất nhiều. Do đó, việc Việt Nam bị Trung Quốc xâm chiếm, đô hộ hơn 1.000 năm cũng khá dễ hiểu. Ngay khi Trung Quốc suy yếu vào thời Tống, họ cũng bị các dân tộc nữ chân, khiết đan đánh cho tơi bời, cuối cùng bị người Mông Cổ xâm chiếm. Đến giai đoạn thế kỷ 18, 19, các nước châu Âu có một sự phát triển vượt bậc so với phần còn lại. Do đó, họ trở thành thế lực xâm lược chính trên thế giới. Lúc đó, ngay cả Trung Quốc hùng mạnh cũng trở thành nửa thuộc địa. Và không chỉ Việt Nam, mà hầu hết tất cả các nước châu Á, Mỹ Latin, châu Phi đều là thuộc địa của họ. Mỹ cũng xâm lược Việt Nam, nhưng theo cách khác, bởi vì đến giữa thế kỷ 20, việc cướp đất giành dân đã quá lỗi thời. Việc xâm lược chuyển qua hình thức lập ra các chính quyền thân với mẫu quốc, biến các nước nhỏ thành sân sau, thành thị trường tiêu thụ, nhưng Mỹ cũng thất bại trong kế hoạch của mình. Lý do thứ hai là nguồn tài nguyên dồi dào. Nói đến tài nguyên, Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú. Đó cũng chính là miếng mồi ngon mà Trung Quốc và các nước phương Tây nhắm đến. Các nước muốn chiếm hữu nguồn tài nguyên vơ vét để làm giàu cho chính quốc gia của mình. Lý do thứ ba là vị trí địa lý chiến lược. Việt Nam được xem là cửa ngõ của Đông Nam Á. Việc xâm chiếm nước ta là một bước tiến quan trọng trong việc xâm chiếm toàn bộ Đông Nam Á. Chúng dùng nước ta làm căn cứ, bàn đạp để đánh sang Lào và Campuchia. Điều này thể hiện rõ ở kế hoạch tấn công Lào và Campuchia trong thời kỳ đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Từ đó là thôn tính cả Đông Nam Á. Mặc dù luôn nằm trong tầm ngắm, trải qua bao thăng trầm lịch sử như vậy, bờ cõi nước Nam vẫn được giữ vững đến hiện nay. Đó chính là nhờ vào công cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước của cha ông là con rồng cháu tiên, chúng ta hãy chung tay xây dựng để bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu mạnh hơn. Trên đây là ba nguyên nhân mình cho là lý do Việt Nam luôn là mục tiêu xâm lược hàng đầu của Trung Quốc và các nước phương Tây. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy để lại comment và share video này để cùng đưa ra ý kiến nhé!